qua Quân Thành với Tú Hằng. Bên kia là hệ thống công nghiệp, quản lý hệ thống công nghiệp là của Quân Thành với Tú Hằng đó. Còn mấy phần đó là của bộ môn Nam Vận Chuyển này, bộ môn Dịch Ma. Còn bên kia là mới là bộ môn của Giòn. Nó hư một xíu thôi, mình lại qua này. Dậu suốt vàng lên xuống kia ăn không mất. Cái dậu này cho mấy biết. Khu đây là cái khu rồi giờ. Dẫn đường hả? Nó không phải phàn hạt không, cô dẫn đường lớn thoát nữa. Đây cũng là dẫn đường nhưng mà phàn hạt bình thường. Ra nó có mấy cái phàn đi hạt thực hành là tăng mấy cái xưởng, là có má mát đẳng nữa. Đây là cái tòa. Đi hạt thực hành mà mạt đừng có điêu. Hạt C4 này. Hàng của sinh viên khoa hóa này. Thôi ra đây, riêng mấy đứa nó thích ra đây hơn, khó lắm. Hồi xưa mình cũng có bài nhận lấy cái học 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 kinh nữa. Uống á? Để vệ sinh uống, để vệ sinh. Đâu, nước nó sạch nè. Có cái vò riêng mà. Cái ngoại nó không ngã này không thấy. Mới gì riêng ăn qua tuần Sena. Nhớ hả? Tấm rồi nó xin mình chát á. Xu Lai Bách Khoa này. Xe nít rồi Kim sang tập thể dục luôn. Tập thể dục trong này luôn hả? Hạt mấy môn bắn rổ rồi bắn chuyền rồi đó. Có khuôn viên. Tập động tóc cũng được mà. Nè, vô đây cô cha nè. Nè nó sơn máu rồi chứ hồi xưa nó. Sơn bắn. Xưa qua điểm ở đây. Qua điểm qua lịch. Có gì thầy của Bách Khoa là giọng tốt rồi, bên kỹ thuật là tốt rồi, không có trường nào bàn nữa, cho dù mấy trường có tiền nó không bàn. Nhiều khi sinh viên nó vô rồi nó làm thôi, cái lễ chương trình gì đó thôi. Thằng xây dựng này đây khoai xây dựng á, nó mạnh về hoạt động lắm. Hả? Má sinh viên gì mặc trà chót đó. Thầy gió như cái tàu ấy. Ở đằng này nó có cái tiệm sữa cục cay nữa. Căng tin á. Căng tin nó giữa. Đúng chất người giàu, vô đây cầm hai quay. Sao bị con gì đánh nó rồi đấy? Không biết luôn. Giờ không biết luôn á. Giờ để qua gạo ra cho ló mạc vô cho hệ video không lên thôi, mình qua bình thường thôi, lên trước đi mà chi nào để hết pin á. Lần sau nó cũng không có e ta. Thấy không? Thôi hết rồi. Chung là tới sữa củ cây đó, món đồ ăn á, cửa hàng tiện lợi. Ê. Thấy không? Để đứng đó, ngồi tắm nha. Ở đây nổi tiếng là dưa. Thì xưa có mấy con cá ở dưới. Rồi lấy kia lên nó đó. Là này ngầu này. Làm lấy thủ tục